dẫn các bạn trẻ. Tôi phục chú cái này. Phục chú. Đây. Làm sao để xuống chỗ này? Xuống chỗ này. Quá nguy hiểm. Rồi, cảm ơn. Đấy, đây là cái hồ số 1. Không khủng chưa? Kêu quá. Ở trên đó nước nước sâu không? Nước trên đó sâu không? Sâu lắm không? Vậy là không sâu bằng dưới kia đúng không? Nước cực kỳ là lạnh, lạnh chứ không phải là mát nữa.